Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Diễn biến mới nhất trong công cuộc truy lùng các thành viên Hamas ở dải Gaza ròng rã suốt hơn 2 tháng qua. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 20 tháng 12 tuyên bố đã phát hiện một mạng lưới đường hầm từ nhà của các thủ lĩnh Hamas ở sâu dưới thành phố Gaza ở miền trung dải Gaza. Người phát ngôn IDF Trung tá Peter Lenner cho hay mạng lưới đường hầm này được phát hiện khi các binh sĩ Israel tiến vào khu vực trung tâm thành phố trong vài ngày qua. Theo những hình ảnh được công bố, các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu 20 mét dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn. Ông Lerner nêu rõ, khu phức hợp cả trên và dưới mặt đất là trung tâm quyền lực của cánh chính trị và quân sự thuộc Hamas. Các đường hầm này được giới lãnh đạo cấp cao Hamas, bao gồm Sinwar, Ismail Haniyeh và Mohammad Diab, sử dụng làm nơi chỉ đạo các hoạt động và để bảo vệ hoạt động di chuyển hàng ngày qua trung tâm thành phố Gaza. Trước đó hồi đầu tuần, IDF cũng thông báo đã phát hiện một đường hầm bằng bê tông với khung sắt lớn bất thường, được thiết kế để các xe chở chiến binh Hamas từ dải Gaza tới thẳng khu vực biên giới với Israel. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của quân đội Israel là các lãnh đạo cấp cao nào của Hamas thì đến nay vẫn chưa có nhân vật nào lộ diện. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Israel phát hiện ra đường hầm ở Gaza và lên tiếng nói rằng đó là trung tâm chỉ huy của Hamas. Hồi tháng 11, quân đội Israel đã tiến vào các bệnh viện ở Gaza và cũng tìm thấy một số đường hầm có các dấu tích cho thấy từng có người sống ở đó. Những đường hầm này cũng có đặc điểm như nhiều cánh cửa mở ra 4 phòng với kích thước khác nhau, có nhiều vật dụng trong các phòng, bao gồm nhà vệ sinh, bồn rửa, máy điều hòa. Hệ thống đường dây điện cũng ở khắp các lối đi và các phòng. IDF khẳng định đường hầm được Hamas sử dụng nhưng tuyệt nhiên không có một bóng dáng binh sĩ Hamas nào. Nếu thực sự trung tâm chỉ huy tối cao của Hamas được đặt tại các đường hầm dưới lòng đất, thì có lẽ Hamas cũng phải sở hữu một đội ngũ tình báo rất nhanh nhạy. Khi cứ hễ Israel ập vào đường hầm nào, thì các thành viên Hamas đều có vẻ như đã nhanh chóng rời đi trước đó. Công cuộc truy lùng các thành viên Hamas của Israel dường như đã có những thành quả đáng kể. Phía Israel vừa công bố video ông Ahmad Mohammad Hassan Al-Kalot, Giám đốc Bệnh viện Kamal Awan ở Gaza, thừa nhận mình là một chỉ huy mang hàm chuẩn tướng của lực lượng Hamas. Video ghi lại cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Israel, Shin Bet, và lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đối với ông Al-Kalot. Ông khai nhận mình là thành viên Hamas với cấp bậc Amid, tương đương chuẩn tướng. Ông Al-Kalot cho biết gia nhập Hamas từ năm 2010, khi đó mang cấp bậc trung tá. Khoảng 16 nhân sự của Bệnh viện Kamal Awan, trong đó có bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, là thành viên của lữ đoàn Is-ad-Din al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas. Ngoài ra, một số thành viên của lữ đoàn Al-Quds thuộc nhóm Jihad Hồi giáo Palestine, PIG, cũng là nhân viên của bệnh viện. Khi được hỏi về hoạt động của Hamas bên trong khu phức hợp bệnh viện Kamal Awan, ông Al-Kalot cho biết một lãnh đạo Hamas và hai quan chức cấp cao của nhóm có văn phòng tại đây. Các quan chức này ẩn náu trong bệnh viện Kamal Awan vì tin rằng Israel sẽ không thực hiện các đòn không kích vào cơ sở y tế. Ngoài hoạt động tại bệnh viện, Hamas còn vận hành xe cứu thương của nhóm với màu khác phương tiện được các nhân viên y tế sử dụng. Ông Al-Kalot cho biết Hamas chưa bao giờ dùng xe cứu thương của nhóm để tình nguyện hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân. Israel nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các bệnh viện tại dải Gaza làm nơi ẩn náu, đặt cơ sở bên trong hoặc bên dưới những khu phức hợp này. Tuy nhiên, Hamas bác bỏ điều này, gọi thông tin của Israel là vô căn cứ và không chứa bất cứ sự thật nào. Tờ Wall Street Journal đưa tin phong trào Hamas ở dải Gaza đã bác bỏ đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần ở Gaza để đổi lấy tự do của khoảng 40 con tin, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em mà nhóm này vẫn đang giam giữ. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, nói với các quan chức tình báo ở Cairo, Ai Cập, rằng nhóm sẽ không thảo luận về vấn đề thả con tin Israel cho đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hamas đã từ chối lời đề nghị của Israel về việc tạm dừng các hoạt động trên bộ và trên không ở Gaza trong một tuần và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp tục vào lãnh thổ, đổi lấy việc giải thoát 40 con tin.
Hamas cũng nói rằng Israel phải trả tự do cho toàn bộ hàng ngàn tù nhân Palestine để đổi lấy trên 100 con tin còn lại ở Gaza. Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc đàm phán về con tin lần đầu tiên sẽ có sự tham gia của các đại diện của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết nước này sẵn sàng tham gia một thỏa thuận ngừng bắn nữa ở Gaza do nước ngoài làm trung gian nhằm giải cứu các con tin và tạo điều kiện cho nhiều viện trợ hơn vào Gaza. Theo văn phòng của ông Herzog, ông phát biểu tại một cuộc họp mặt các đại sứ, Israel sẵn sàng cho một đợt tạm dừng bắn nữa vì lý do nhân đạo và viện trợ nhân đạo bổ sung để có thể thả con tin. Ông nói thêm, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar và những nhà lãnh đạo khác của Hamas. Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Qatar và Ai Cập đang liên tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas. Thỏa thuận mới dự kiến bao gồm việc Hamas trao trả một số con tin để đổi lấy việc Israel trả tự do cho các tù nhân người Palestine. Dù số người được trao đổi vẫn chưa được thống nhất, nhưng các nguồn tin cho biết phía Israel muốn những con tin là phụ nữ và đàn ông trong tình trạng sức khỏe yếu được trả tự do. Trong khi đó, những tù nhân người Palestine bị phía Israel kết án phạm tội nghiêm trọng cũng được đưa vào danh sách thảo luận trao đổi. Hồi tháng 11, Hamas và Israel đã ngừng bắn trong khoảng một tuần, tạo điều kiện cho 80 con tin phía Israel và 240 tù nhân người Palestine được trả tự do. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ và Ai Cập. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã điện đàm thảo luận những diễn biến mới nhất ở dải Gaza. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục bác bỏ và ngăn chặn việc di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Blinken đã điểm lại những nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn chặn di dời người Palestine khỏi Gaza. Về phần mình, ông Shoukry nhấn mạnh, Ai Cập đã nhiều lần bác bỏ việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, coi đây là ranh giới đỏ, không được vượt qua. Ông cũng kêu gọi phối hợp để đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo ở Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ ủng hộ dự thảo nghị quyết do các nhóm Ả Rập và Hồi giáo đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và duy trì viện trợ vào dải Gaza. Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, thủ lĩnh của phong trào này, ông Ismail Haniyeh, đến Ai Cập trong ngày 20 tháng 12 để đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza và trao đổi tù nhân với Israel. Nguồn tin trên xác nhận ông Haniyeh, hiện sống lưu vong tại Qatar, sẽ dẫn đầu một phái đoàn Hamas cấp cao tới Cairo để hội đàm với giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel và các quan chức khác. Đây sẽ là lần thứ hai thủ lĩnh Hamas Haniyeh tới Ai Cập kể từ khi bắt đầu giao tranh với Israel ngày 7 tháng 10. Chuyến đi trước đó vào đầu tháng 11, dự kiến cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc ngăn chặn hành vi gây hấn để chuẩn bị một thỏa thuận trao trả tù nhân và chấm dứt lệnh phong tỏa tại dải Gaza, cũng như việc cung cấp viện trợ nhân đạo, rút quân đội Israel khỏi dải Gaza và đưa những người đi di tản trở về thị trấn, làng mạc của họ ở phía bắc vùng đất này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!